Vicoco, tinh hoa dừa Việt, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 1 tháng 10. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 10 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Vicoco, tinh hoa dừa Việt. Đào Mỹ Toàn Chi, tốt nghiệp trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist với 12 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm bánh. Công việc hiện tại là giảng viên bánh và kinh doanh bánh, chuyên các dòng bánh Âu, trang trí bánh kem và các dòng bánh Việt. Ngày hôm nay Tri rất vui được chào đón khách mời đặc biệt, đó chính là diễn viên Trà Ngọc. Chào em, có khỏe không? Dạ khỏe, chào mọi người. Hôm nay thì Ngọc vô tình thôi, không có sắp đặt gì hết á, là em đi ngang. Xong rồi em nghe có trong này có cái mùi thơm quá, hình như là mọi người đang làm bánh đúng không anh? Dạ, rồi em tấp xe vô, em vô đây em học bí kíp và cũng xin được ăn. Trà Ngọc có cái mũi rất là tinh tế luôn á. Dạ, ở đây mấy anh đang làm bánh nè. Ủa vậy hả anh? Anh biết cái món bánh này là Trà Ngọc rất là thích luôn á. Ủa, vậy là chương trình đoán đầu em mà biết bữa nay em sẽ đi ngang đây luôn á. Trời hay quá vậy, bánh gì vậy anh? Bánh từ quê hương của em đó. Quê hương em? Ừ. Em ở Sóc Trăng. Cái đặc sản quê em là chỉ có một món bánh thôi, nhắc tới là người ta nghĩ tới Sóc Trăng liền. Đó là bánh bía. Ủa? Thì đó anh? Đúng rồi. Trời ơi, bất ngờ quá à. Em nghĩ là hôm nay đến đây chương trình mình sẽ cho em một cái gì đó âu âu chút xíu, nhưng mà không ngờ là quay ngược lại mình sẽ học những cái gì là xuất phát điểm của mình, là quê hương của mình. Đúng rồi. Dạ. Mà anh hy vọng là món bánh bía hôm nay sẽ làm cho em hài lòng. Tại vì không, em không có khó tính đâu, em dễ tính lắm, con cái là em không biết cách làm thôi. Tại vì anh biết là em cũng ăn bánh bía rất là nhiều rồi. Đâu, em ăn có hai mấy năm chứ mấy. Ăn từ lúc mới sinh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm phần vỏ bánh nha. Dạ. Để làm phần vỏ bánh thì anh sẽ chuẩn bị bột mì. Hôm nay anh sẽ sử dụng bột mì đa dụng táo đỏ. Dạ. Để làm phần vỏ bánh. Dạ. Bây giờ mình sẽ đổ bột ra tô. Lát nữa nhồi phần bột này thì nó cũng tương đối dính tay một chút. Cho nên là mình cũng sử dụng bao tay. Nên đeo bao tay để cho cái thao tác của mình nó được dễ dàng hơn. Trời ơi, em á, từ nhỏ em ăn bánh bía, theo em biết á, là cái khó nhất trong cái bánh bía cũng là cái vỏ bánh luôn á. Đúng rồi. Dạ. Cho nên là kỹ thuật mình phải làm như thế nào để phần vỏ bánh nó tách được nhiều lớp. Đó, đúng rồi. Hồi nhỏ em ăn á là em không có ăn cắn một cái đâu, tại vì con nít mà mình ăn là mình muốn cái bánh của mình nó còn hoài á, cho nên là mình sẽ xé từng lớp ra. Lúc nào cũng ăn như vậy hết. Đúng rồi, nhiều người cũng vẫn thích như vậy cho tới khi lớn. Thích lột da. Đúng nó rồi. Là bánh lột da. Đường xay hay mình gọi là đường bột. Dạ, đổ vô chung. Đây là muối. Muối vô chung nha. Ok. Trộn khô vậy thôi ha anh. Rồi, trộn nguyên liệu khô trước nè. Dạ. Ok. Bây giờ sau khi mình đã trộn nguyên liệu khô, dạ, bây giờ mình sẽ tới những nguyên liệu chất lỏng. Nguyên liệu ướt. Nguyên liệu ướt. Dạ. Rồi, anh sẽ tách lấy lòng trắng trứng gà. Hôm nay thì anh sẽ sử dụng trứng gà omega 3 của Ba Huân. Dạ. Mình sẽ sử dụng lòng trắng thôi. Mình lấy lòng trắng hả anh? Mình sử dụng khoảng 15g, tức là khoảng nửa cái lòng trắng. Còn này để chút ốp la. Rồi, em trộn nha. Một tay giữ tô nè. Một tay trộn, anh sẽ cho nước vào từ từ nè. Tiếp theo là nguyên liệu cuối cùng mình sẽ cho vào đây, đó là dầu dừa Vicoco. Không chất tạo màu, không cholesterol, rất tốt cho sức khỏe. Anh sẽ cho dầu dừa Vicoco vào đây. Trời ơi, nhà em là cách cái lò bánh bía cũng không xa, cho nên là em hay qua đó để ăn bánh bía nóng lắm. Hồi nhỏ em cứ đi học về là em chạy qua đó em ăn bánh bía nóng. Dạ. Tại vì cái đặc biệt á, đặc sản á, mà người dân Sóc Trăng á, là sẽ không có ăn bánh bía giống như mọi người ăn, là thường bánh bía là gọi là đóng hộp á. Là những cái đó là dạng để xuất khẩu hoặc là để bán cái cho có cái hạn sử dụng dài. Còn muốn ăn mà đúng chất á, là phải ăn bánh bía nóng. Nướng ra ăn liền á. Anh cũng vậy đó, anh mà nướng xong là thế nào anh cũng phải ăn cái. Dạ, chứ đâu ai nướng xong cho. Tại vì cái bánh gì cũng vậy, nó nướng lúc nó còn nóng nó đều. Dạ, rất là rồi, ngon. Đúng rồi. Đây, anh kiểm tra thử nha. Dạ, anh coi thử coi. Chế dầu dừa vô cái là nó không có dính mà. Để cái thao tác cán nó được dễ dàng và hiệu quả nó được tốt hơn á, thì mình sẽ cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Nghỉ ha? Bột mà cũng nghỉ giấy lao. Nghỉ chứ. Mình sẽ bọc kính nó lại và có thể cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Ở trong thời gian mà nó nghỉ giấy lao mình làm cái gì anh? Mình nghỉ giấy lao luôn. Dạ. Bây giờ mình sẽ làm tới cái phần bột ruột. Dạ. Cái vỏ bánh bía nó có hai phần. Là phần bột vỏ và phần bột ruột.
hai cái phần này kết hợp với nhau nó mới tạo ra cái độ tách lớp đó. Vậy mà hồi đó giờ em ăn em tưởng ở ngoài nó là phần bột vỏ thôi chứ ở trong là phần nhân. Để làm phần bột ruột anh cũng sử dụng bột mì đa dụng táo đỏ. Cái này mình có cần phải trộn giống như hồi nãy, mình nhồi giống như hồi nãy không anh? À cái này thì không cần phải nhồi nhiều đâu em, cái này mình chỉ việc trộn thôi. À cái phần bột ruột này nó rất là đơn giản, nó chỉ có hai nguyên liệu thôi. Nguyên liệu thứ nhất đó là bột mì đa dụng, nguyên liệu thứ hai là dầu dừa. Bây giờ em sẽ trộn phần bột giùm anh nha. Anh sẽ đổ dầu dừa vào. Chỉ có hai cái gì thôi hả? Đúng rồi. Mình sẽ trộn cho nó đủ cái độ sánh, ẩm, nó sẽ dẻo lại ha. Giờ mình làm tiếp gì anh? Bây giờ tới cái nhân. Dạ, rồi, mình làm phần quan trọng nhất anh ha. Anh nhưng mà theo em được biết là bánh bía có rất là nhiều loại nhân, cho nên là hôm nay anh định làm nhân gì? Hôm nay thì anh sẽ giới thiệu với em là nhân khoai môn sầu riêng. Để làm phần nhân khoai môn sầu riêng thì chúng ta cần phải chế biến phần sầu riêng. Tuổi nào anh nói cần phải đi trồng sầu riêng, bây giờ này đi trồng. Thì đây anh có một muối sầu riêng. Em sẽ em sẽ tách phần sầu riêng ra cho vào chảo. Nguyên liệu tiếp theo là anh sẽ cho đường vào đây. Cái này giống như mình sên cái nhân đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Và dầu, anh sẽ sử dụng dầu dừa của Việt Coco để cho vào trong cái phần nhân sầu riêng này. Hay quá ha, có một loại dầu dừa thôi mình làm được cả một phần cái bánh mà. Dầu dừa thì nó cũng tốt đó, cho nên mình có thể thay thế cho dầu ăn luôn. Dạ, hay quá. Em sẽ sên tới khi nào cái phần này nó dẻo lại. Thời gian sên cũng rất nhanh, nó khoảng 10 phút thôi. Dạ, ủa, nhanh rồi đó hả anh? Tại vì em cũng thiếu tính kiên nhẫn á. Không, ở nhà thì em cũng hay nấu ăn. Có cái làm bánh thì em chỉ thích làm những món đơn giản. Trời ơi, anh làm bánh giỏi, làm bái, làm thầy luôn á chứ. Cái này thì nó đã dẻo lại rồi, đã trong rồi ha. Đúng rồi, nó trong rồi. Thơm quá. Ok. Mình sẽ sên tới khi nào cái này mình thấy nó không dính chảo nữa. Nó quyện thành một khối là được ha. Em cũng đừng có nên sên quá lâu. Vì mình sên quá lâu thì cái phần sầu riêng này nó sẽ mất cái mùi vị đặc trưng. Nó sẽ mất mùi thơm ha. Bây giờ anh sẽ tắt lửa và anh sẽ trộn một nguyên liệu đặc biệt cho cái nhân này, đó chính là mứt bí các hạt lựu. Em trộn vô. Dạ rồi, anh bỏ vô đi anh trộn. Ngày xưa thì cái phần mứt bí này người ta cũng có sử dụng. Nhưng mà người ta còn sử dụng thêm một nguyên liệu khác, đó là mỡ. Đúng rồi, trong cái bánh bí em ăn lúc nhỏ có mỡ. Đúng rồi. Mỡ heo người ta luộc chín xong người ta ướp đường. Cũng cắt hạt lựu giống như rồi. Do là thời buổi hiện nay nhiều người ta cũng sợ cái chất béo đó. Cho nên người ta sẽ thay thế hẳn. Anh đang nói em đó. Em có sợ không? Dạ sợ chứ anh, em sợ. Nhưng mà cái sợ với lại cái thèm nó hình như nó song song á. Vừa sợ vừa thèm. Cái mứt bí này thì mình ăn nó cũng giòn giòn, trong trong, nhìn nó cũng không khác gì mỡ heo. Mà nó cũng tốt hơn là mình ăn nhiều cái mỡ heo quá ha. Bây giờ cái này mình sẽ cho ra tô và để nguội. Hôm nay thì anh sẽ sử dụng lòng đỏ trứng muối của Ba Huân. Loại này là loại đã được sơ chế sẵn và đóng gói rất là tiện dụng như thế này. Mà cái trứng này mình có cần làm gì nữa không anh? Cái trứng này thì em mua về em chỉ việc nướng cho chín là được. Bây giờ mình nướng hả anh? Để đỡ mất thời gian thì anh đã có nướng sẵn cho em hôm nay rồi. Tại em nôn ăn quá. Em ơi, hiện tại thì những cái hãng sản xuất người ta hỗ trợ cho cái việc làm bánh rất là nhiều luôn. Cho nên là hôm nay trên tay anh là sản phẩm nhân khoai môn sơn sẵn của Vicky Bomi. Hay quá vậy ta. Tức là người ta sơn sẵn cho mình luôn rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái nhân khoai môn này anh đã chia phần sẵn. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cách em bọc nhân trứng muối và nhân sầu riêng vào. Em sẽ cầm cái viên nhân lên trên tay. Em sẽ ấn cho nó lõm xuống một lỗ. Em nhớ hồi xưa mình chơi đất sét mình nắn cái nồi không? Đó, mình sẽ nắn vòng vòng. Rồi nó như thế này. Đúng là có nghề với không có người nghề khác quá anh ơi. Cái nồi em nhìn nó sức mẻ hay sao? Không sao đâu em. Tại vì cái này nó chỉ là để bọc nhân thôi. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng cà phê cái nhân sầu riêng vào trước nha. Rồi mình cho một cái lòng đỏ trứng muối đã được nướng chín vào. Rồi bây giờ em sẽ tấm cái phần nhân đỏ khoai môn cho nó bao lại. Nhưng mà thật ra thì mình có thể làm nó không cần kín hẳn đâu. Tại vì một lát nữa mình còn bọc cái bột nữa. Rồi như thế này ha. Rồi ok, đặt lên dĩa đi. Đây, tên tên. Trà Ngọc ơi, đây là cái khối bột hồi nãy em nhồi đó. Khối bột mà nãy ngủ trưa nãy giờ đúng không anh? Đúng rồi. Để cho nó nghỉ ngơi. Bây giờ em xào thử coi, đã không? Thôi,
mịn, siêu mịn luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ xe cái khối bột này thành một cái đoạn bột dài. Xong rồi các bạn sẽ chia phần. Mình chia phần cỡ quả chanh nhỏ, tức là nó khoảng 40g nha em. Nếu như mà em làm bánh lần đầu á thì em nên dùng cái cân. Cân để... tiểu ly đúng không anh? Không cần đâu. Bây giờ nó có những cái cân điện tử, nó cũng rất là tiện dụng ha. Còn đây là phần bột ruột, chia cái phần bột ruột này ra. Nó bằng khoảng 1/2 cái khối lượng của cái bột vỏ lúc nãy. Tức là cái phần bột ruột này nó chiếm trọng lượng khoảng 20g. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách mình bọc nha. Bây giờ anh em cầm một viên bột nha, anh hướng dẫn nè. Em có thể vo viên lại cũng được nè. Em vo viên lại đi. Rồi, ok. Rồi cái viên bột của mình nó láng như vậy thì em sẽ bóp nó cho nó hơi dẹp ra một chút xíu thôi. Rồi mình sẽ đặt một viên bột ruột vào. Ok, rồi em sẽ túm lại cho nó chặt lại. Mình cố gắng là để cho nó kín. Chứ đừng để cái phần bột ruột nó bị hở ra không à, nó bị hở ra ngoài nha. Tặng cho em một cái cán. Rồi bây giờ em lấy một viên bột đi. Em đặt lên bàn. Rồi em dùng tay em ấn nhẹ trước đã. Ấn trước. Ấn. Nhẹ thôi ha. Mình sẽ cán cho nó dài ra. Nói chung là em cũng không phải là người thuộc về tiếp tỉ mỉ tinh tế á, cho nên là mấy cái bộ môn này em phải luyện nhiều. Bây giờ em sẽ cuộn nó lại. Cuộn như là mình cuốn chả giò đủ ha. Đúng rồi, nhưng mà mình không có bẻ 2 mép bên hông nha. Mình chỉ cứ cuộn thẳng lại thôi. Ok. Rồi bây giờ em đặt dọc cái cuộn bột mình lại. Ok. Rồi em sẽ lại ấn cho dẹp. Rồi em tiếp tục cán đi. Nhẹ nhàng thôi nha. Cái này là cái bước giúp cho cái bánh của mình có nhiều lớp ha anh? Đúng rồi. Chính nhờ cái việc em bọc bột ruột bên trong, nó là bột dầu, nó có độ trơn. Mà mình cán xếp nhiều lần nó sẽ tạo nên cái độ tách lớp. Bây giờ mình sẽ xếp nha. Em có thể xếp làm tư hoặc làm sáu, miễn sao nó tương đối thành một hình vuông cũng là được. Làm tư hoặc làm sáu hoặc... Rồi em sẽ ấn dẹp xuống. Bây giờ mình lại tiếp tục cán, nhưng bây giờ mình sẽ cán qua lại. Mình cầm lên, mình đặt xuống, mình lại cán qua lại cho nó tròn ra nha. Cho nó tròn cái vỏ bánh lại ha. Đúng rồi, nó phải tròn thì lát chúng ta bọc cái viên nhân nó mới đẹp được. Mình xem cái mặt nào mình thích, mình thấy cảm thấy nó đẹp gái hơn á. Thì úp cái mặt đó vô lòng bàn tay trái của mình. Rồi mình sẽ cầm viên nhân ha. Rồi em đặt viên nhân vào đi. Em sẽ túm cái miếng bột lại cho nó bao kín viên nhân là xong thôi. Kéo làm sao cho kín nha, nhưng mà không có được rách, không được dày mỏng nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ ấn cho nó hơi dẹp lại xuống một chút. Khó lắm á. Khó chứ em nhìn khó quá. Trời khó quá mọi người ơi. Khó lắm nha. Em... cái này là cái lực canh là phải lực hút trái đất nè. Trời khó ghê chưa. Em làm có mấy giây là xong. Anh sẽ hướng dẫn em cái cách chúng ta đóng dấu lên bánh bía nha. Dạ. Tại vì là mình cũng phải có một chút xíu lưu ý. Chứ nếu không thì nó sẽ không có được đều và đẹp. Ở đây anh có một cái chén màu đỏ. Anh dùng rượu trắng để pha loãng cái màu đỏ thực phẩm ra. Em có biết vì sao mà chúng ta sử dụng rượu trắng mà không dùng nước không? Anh nghĩ sao vậy? Dễ gì em biết. Cái này tao biết. Tại vì rượu trắng thì nó sẽ bay hơi, nó nhanh khô hơn. Vậy thôi. Mình sẽ đặt vào đây hai miếng khăn giấy để cho nó vừa đủ ẩm. Em thấm bớt phải không ạ? Em đừng để nó ướt quá nha. Vì nó là bằng gỗ cho nên nó sẽ bám màu không có đều đâu. Cho nên mình sẽ ấn nhẹ qua khăn giấy một lần để cho nó thấm bớt cái màu thừa đi. Rồi chúng ta mới ấn đều lên trên mặt bánh ha. Trời ơi anh, y như mà tiệm làm luôn á. Cái này thì chúng ta chỉ được quyền đóng một lần duy nhất. Không có đóng đi đóng lại được. Anh em tỉnh tin chưa? Ấn nhẹ nhàng thôi. Ấn nhẹ qua đây cái bớt. Rồi đóng lên, nhanh tay lên để nó khô màu.
Thấy sao? Bánh bía thấy trời dễ làm không? Món đặc sản quê hương mà lần đầu tiên trong đời em được chính tay mình làm ra cái bánh bía luôn á anh. Mà em thấy nó làm sao, dễ không? Dạ em thấy khó ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng. Rồi anh đi nướng đi, em đây pha trà. Ồ vậy hả? Dạ. Nướng lâu lắm. Kệ đi, em ngủ đợi. Nướng đợi tới mai mới ăn được. Không sao, em đợi được hết miếng ăn mà. Dạ. Wow. Bánh mình chín rồi nè em ơi. Trời ơi, em hóng nãy giờ. Rồi bây giờ anh em mình đứa cầm cái ăn ha. Đâu đâu được. Ủa? Mình phải thanh cảnh cho em. Dạ. Em thử đi rồi cho anh cảm nghĩ nha. Vậy cái mùi sầu riêng thơm quá à mọi người ơi. Cái bánh nè thấy chưa, đây là một chiếc bánh bía chuẩn nha mọi người, tức là nó sẽ tách lớp như vậy nè, rất là nhiều lớp. Em ăn à. Cắn vô một cái không em, mùi sầu riêng này luôn. Thơm ghê, béo nhẹ của mình xên chung với mứt bí á. Quá ngon. Làm bánh rồi. Dạ. Ăn bánh rồi. Ăn rồi. Có nhớ cách làm không? Anh nói sao vậy? Hồi nãy tới giờ mình trải ra cả một quá trình như vậy là chắc chắn em không nhớ rồi đó. Không nhớ nổi. À, vậy thì anh mời Trà Ngọc. Dạ. Cùng quý vị khán giả xem lại cách làm của món bánh bía này nhé.
Và bây giờ là mẹo giặt của chương trình hôm nay. Mẹo giặt hôm nay sẽ hướng dẫn cách làm sốt trứng muối siêu ngon tại nhà nhé. Nguyên liệu gồm có lòng đỏ trứng muối, sữa tươi, tương ớt, nước mắm, bột năng. Đầu tiên, cho lòng đỏ trứng muối, sữa tươi, tương ớt, nước mắm vào cối rồi xay nhuyễn. Sau đó bắt hỗn hợp lên bếp nấu. Khi hỗn hợp sốt sôi thì cho thêm chút xíu bột năng pha với nước vào để tạo độ sánh sệt cho sốt. Vậy là chúng ta đã có món sốt trứng muối béo ngậy và cực thơm ngon tại nhà. Cảm ơn diễn viên Trà Ngọc hôm nay đã đến với chương trình Bếp Ngọt. Cảm ơn nhãn hàng Việt Coco, Tinh Hoa Dừa Việt đã đồng hành cùng chương trình. Ngọc ơi, dạ, anh có một món quà từ nhãn hàng Việt Coco để tặng Ngọc. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau. Bye bye. Bye bye.